Xin chào quý vị và các bạn. Xin được chúc mừng năm mới Tết Kỷ Hợi. Hôm nay là chương trình Sony đến trao tặng quà Tết cho các cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi đang có mặt tại nhà cầu thủ Nguyễn Anh Đức. Chúng tôi sẽ làm gì ở đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm nay khi đến nhà của cầu thủ Nguyễn Đức thì anh ấy đang có việc phải đi tập. Thì ở đây đang là có người thân trong gia đình là ba của thủ anh Đức là chú Bảy cùng với vợ anh ấy là chị Trâm. Sau chiến thắng ở trận chung kết thì anh Đức anh đi đến bên khu vực khán giả và tìm mẹ trên khán đài. Thì lúc mà chú ở nhà chú nhìn thấy hình ảnh đó thì chú cảm thấy như thế nào? Tâm trạng tôi thấy lúc đó là rất là cũng muốn trao nước mắt luôn. Dạ. Khi mà được bác chị xuống trước ôm Đức mừng mà khóc. Ôi hồi nãy lúc mà em đến lúc đầu em thấy có một người gửi tặng một bó hoa. Hôm nay là nhân dịp gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của chị. Hôm nay ông xã gửi tặng cho chị. À vậy là cầu thủ Nguyễn Anh Đức gửi tặng cho chị luôn. Dạ, rất là thương vợ con, chăm sóc con. Dạ. Anh rất thích trẻ con. Rồi. Anh Đức học cấp 1 có một cái sở trường riêng về bóng đá. Thì có một cái năm đó là anh Đức lên là có cái tranh giải Phú Đông á, lãnh đạo của sở cảm thấy anh Đức là có một cái năng khiếu như vậy trên gia đình và đồng ý để cho anh Đức từ cái trường tiểu học Lê Uyên để về tại sở để học. Có một cái giải của là U18 Việt Nam mình. Dạ. Thì trong đó có một cái đội U18 của nước Việt Nam đá với các tỉnh. Thì anh Đức là đá cho U18 Bình Dương. Năm đó Đức 16 tuổi. Thì ra đó thì là lọt vào mắt ông Thu. Thì ông Thu ông phải là đề nghị xin của bên Dương bước qua là bên đội U18 của Việt Nam đem ra Hà Nội luôn. Và gia đình này cũng hướng mắt về hướng bên kia. Đó là chuẩn bị là chúng ta sẽ cùng qua là những người đầu tiên trải nghiệm cái sản phẩm này khi gửi đến gia đình. Bảy thường hát ca khúc gì Quảng Trị? Thương TV Hạc Nhật Sướng, Thương TV Hạc Nhật Thương, vậy thôi. Ngoài phần quà là chiếc TV Bravia cùng với dàn âm thanh Sony Sao 3 thì cháu có gửi một món quà tinh thần nữa. Đây là tấm thiệp chính tay giám đốc Sony Việt Nam viết, xin được gửi cái tấm thiệp này cho gia đình nè. Còn bây giờ thì cháu xin mời chú Bảy cùng với chị Trâm. Thì với chiếc TV này chúng ta có một cái tính năng là tìm kiếm bằng giọng nói. Cầu thủ anh Đức ghi bàn. Dàn âm thanh Sony Sao 3 đỉnh cao thanh bợp loa ngang ha, hai chiếc loa đứng với lại một cục súp. Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Xin gửi lời chúc đến tất cả các vận động viên và các nhà hâm mộ hưởng trọn một mùa xuân an lành hạnh phúc. Tết Kỷ Hợi ngày sung túc cùng Sony. Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.